ba bên dài hết 2 ký 3 ok, nó 36 tình cũng khỏe. Này là cấy một phôi nè, cấy một phôi vô mở tóc là ba đứa nè. Rồi tam thai cùng trứng, ba đứa giống hệt nhau luôn nha các bạn, tại vì cùng nhiễm sắc thể nè, nên cùng cái trứng cùng con tinh trùng luôn, ra ba đứa nên ba đứa nó giống hệt nhau hết. Lên rồi lần trước mẹ ba bé gái, lần này tóc là ba bé trai, đỡ cho phôi ba bé gái nó chật là xíu. Ba đứa, hai đứa 2 ký 3 với đứa 2 ký. Được rồi, bé gì rồi, quá mừng rồi đó.